Xin chào tất cả mọi người nha. Ok, right. Mọi người ơi, hôm nay á là cuối tuần là chay được nghỉ. Okay, right. Chay để mẹ nói chuyện với bà mẹ con. Trời ơi, coi nắng hết kia hết vô nè. Thì hả, mình dẫn chay đi chơi ông bà cô chú. Thì hôm nay một cái chỗ mà mình đi tới đây là cái Japanese Garden, là giống như một cái khu vườn mà người ta làm theo tất cả các xu hướng của người Nhật các bạn. Chỉ cách nhà Ngọc có khoảng 30 phút lái xe thôi. Cái chỗ này thì Ngọc đã biết từ lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có dịp đi là lý do tại sao. Tất cả những ngày qua là rất là nắng. Mà đi cái khu vườn này là mình đi ở ngoài, mà nếu mà nắng mà nóng là mình đi không nổi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì sắp chuẩn bị tới tháng 12 rồi, nên là cái thời tiết nó rất là thoải mái. Mình có thể mặc cái máy lạnh ở nhà Ngọc mà mình ra ở ngoài đằng sau hè mình ngồi á, là gió vô đồ này kia nó thoải mái dữ lắm. Nên là Ngọc chọn cái ngày này là cái ngày chị được nghỉ. Rồi mình đi tham quan cái này, sẵn giới thiệu cho mọi người xem cái vườn của người Nhật Bản nó sẽ như thế nào, rồi cho ba mẹ đi thăm thú đồ nữa. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Vậy thôi hả, hát cho ông bà chú nghe bản vậy thôi hả? Dạ. Ông bà cô chú thấy em bữa nay mặc cái đầm đẹp đi ông bà cô chú. Cũng không mommy, ngại chia sẻ với mommy, bà cô chú luôn. Mommy, when I sing this song of Merida. This is the dress of Merida and this is so I can rap in the wind to touch the sky. And fly. Cái bài đó là cái ý là chay nói cái đầm của chay đang mặc là của công chúa Merida. Cái bài đó là nó vừa hát là cái bài hát của trong cái bộ phim của công chúa Merida, phải không con? Ủa nó nghe nè, hồi nãy mẹ nhớ mẹ còn tóc cho con lên đàng hoàng mà lên xe con hả? Con ngồi con bị cắn hả? Ờ, ơi, nó ôm nó bà thủy, bà thủy chay nó ôm cái con búp bê của bà thủy tặng này cho bà thủy, nó không có thổi vô bà thủy cho thấy chay ôm búp bê bà thủy. Ông bà cô chú la đó, nói chay là ồn ào hư đồ đời này kia đó, nghe không? Nên là mình đừng có thổi vô cái micro đó nha con nha. Bà thủy thấy chay ôm búp bê cho bà thủy vui dữ lắm á. Rồi bữa nay con đi đâu chơi, con nói mẹ nghe coi. Thôi con ngồi kìa, coi ngồi tréo mắng ổng kìa. Rồi, cái tên của cái chỗ này đây, để cho mọi người mà ai mà đi Florida mà mình muốn tìm cái chỗ đi chơi thì mình biết, cứ lên Google sạch cái tên bỏ vô Google. Bây giờ gia đình đã tới nơi rồi mọi người ơi. Bây giờ chồng Ngọc ảnh sẽ đậu xe. Đây là cái chỗ nhìn là thấy là giống Nhật Bản rồi nha. Thấy có hàng rào là thấy giống Nhật Bản rồi đó. Hello, xin chào cả nhà. À. Xin mến chào đại gia đình mình nha. Mẹ thấy hôm nay đi trời mát mẻ ha mẹ ha. Chứ còn không là mình đi không nổi đâu. Mình không cần đội nón luôn. Công chúa xin chào ông bà cô chú đi. Đó là mình đã cột tóc hai bên rồi, tự nhiên đi lên tự nó tự tháo ra. Rồi xong rồi ông bà cô chú la mẹ là lý do tại sao không có cột tóc cho con. Nãy em nói rồi, nó nói là bà ngoại mở ra cho con đi chứ con nằm con cộm. Nó xạo đó đó ngoại. Bà ngoại giữ dây thun đó, chừng nào xuống tới chỗ bà ngoại là cột lại cho con. Rồi lượt đầu cột. Cười lượt đầu cột. Chưa đâu ngoại. Cái đó mình cầm trước đi ngoại. Mọi người hay hỏi Ngọc á, cái xe này là hiệu gì nè. Bây giờ mình cho mọi người coi luôn chứ ngờ gật từng. Tự nhiên cái Ngọc cũng đâu có biết cái xe hiệu gì. Mua thì mình vô cái mình mua nó có cái chữ GB này thôi nè. Ô, con mệt muốn ngồi hả? Rồi ok ngoại gỡ bằng cái này ra nè ngoại. Gỡ cái đó ra trước. Bây giờ ngoại cột tóc lại được chưa? Và mọi người tới đây rất là nhiều luôn. Để tham quan rồi đây kia bãi đậu xe nè. Wow, quá đẹp luôn. Mình thấy ở ngoài thôi mà người ta làm cái kiểu cây cảnh đẹp quá mẹ ha. Giống y chang như tưởng tượng mình đang ở nước Nhật hàng sáng. Rồi em bé ngồi xuống đây. Đi mấy cái này là phải đem mấy cái xe này cho em bé, chứ còn không là mình bồng em bé không nổi đâu bà cô chú ơi. Mặc đầm nha, nhưng mà thích mặc cái cho cái quần dài ở trong. Ngủ luôn rồi, em bé ngủ rồi. Không, nó nắng quá. À, nó nắng quá hả? À, nó nắng quá là phải che lại vậy đó bà cô chú. Rồi bây giờ con nghĩ là mình đi vô đây đợi điều Quynh đi. Ủa mình phải đi vô trong cổng đó hả con? Dạ. Đây là cái cổng mà. Wow, quá đẹp luôn. Cái này là mình vô mình phải mua vé các bạn, nhưng mà vé tiền là nhiêu mà cũng chưa biết nữa. Đây. Cha ông ngoại bà ngoại vô đây chắc bên đây có nhiều hình lắm nè. Ông ngoại bà ngoại thích chụp hình lắm. Nay vô đây là có nhiều hình nè.
cũng không có đông đúc gì mấy ha các bạn. Rồi giờ phải lên mắt à. Rồi sau tới cái nấc thang này phải làm sao? Cái nấc thang này tới sao? Quá đẹp luôn. Đi bộ hay sao công chúa? Rồi, phải lên. Ồ, cái này là hả? Cô dâu chú rể ra đây chụp hình cũng có lý lắm à. Ồ, cái máy ngói kìa, đẹp ghê. Mấy cái ghế ngồi rồi. Ờ, có người mở cửa cho mình ra giờ vô luôn nè. Hai. Ok, người ta đã mua vé ở bên đây nè. Ok. Right here. Giá vé là người lớn 15 đồng nè. Người lớn tuổi là từ 65 tuổi trở lên có 13 đồng mà. Rồi những ai mà có quân vô quân đội đổi mẹ được 13 đồng. Học sinh, sinh viên 11 đồng. Còn trẻ em 9 đô. Trời ơi, em bé được dán kìa. What you say? Ok. Ok. Thank you. Người lớn là 300 ngàn một người, là có mua vé 4 người lớn thôi, chay 5 tuổi được miễn phí. Còn nếu mà chừng nào chay 6 tuổi á, là được 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 người ta cũng không có hỏi giấy tờ gì của chay á, hỏi mấy tuổi nói 5 tuổi là người ta nói ok miễn phí thôi. Rồi bây giờ mình vô đây mới là vô hẳn một cái khu vườn luôn. Wow, trời ơi, ở ngoài đó kìa đẹp chưa. Sẵn mọi người hôm nay đi tham quan chung với Ngọc với gia đình luôn nha. Của Nhật hết luôn đó mẹ. Một chút nữa có cái nhà hàng Nhật nữa. Wow, mọi người ơi. Quá đẹp rồi mọi người ơi. Cái này là ta làm gì ta? Mà cũng không biết làm sao mà tại sao mà Florida mình lại làm một cái này ha, Ngọc cũng không biết. Cái này không biết có ý nghĩa gì ở đây không mà lại dựng lên nguyên một cái khu vườn Nhật như thế này. Quá mát. À chỗ này. Chỗ... À, hình như chắc được mướn đồ hay là do người Nhật người ta qua đây chơi cái người ta đem bộ đồ đó theo không biết. Đó quán cà phê ăn uống rồi kia chút nữa mình đi bờ mà mệt á mình sẽ vô đây ăn uống. Cái này là cái gì nè? Cái này à, có đá rồi cái này là lên nè. Không biết cái này là gì ha. Ủa điều quên đâu ta? Trời ơi coi kìa. Trời ơi coi ngồi kìa. Được đời không? Nằm ngồi mà tréo bằng ổng vậy hả? Thôi đi xuống này nè ba. Chay đi bộ xuống đi con. Điều đầu tiên á là tới đây là cũng đã trưa rồi. Nên là 11 giờ rưỡi rồi. Nên là gia đình sẽ ăn trưa. Xếp hàng vô đây ăn trưa trước. Vòng vòng trong đây đi thì người ta nói là nếu mình đi bộ trong đây vòng vòng là cũng hết khoảng một tiếng đồng hồ các bạn. Dạ ăn trưa xếp hàng đây nè ba. Ồ cô đó cô mặc đồ kimono á chay. Kimono. Ở đằng kia là cái bảng menu lại đây mình order thôi. Rồi cái người ta sẽ đem ra cho mình mua 3 chai nước để uống. Rồi ơi em bé nè, cho bà cô chú coi nó không bà cô chú ơi, cô có gì? Mày hoài cái đồ còn tóc có cột lên cho nó. Để vô ăn rồi. Vô ngồi để cột lên cho nó. Ngọc nhìn Ngọc còn mệt luôn á. Mà nó không chịu là không. Ờ, ở đây có thêm những cái rượu sake, bia đồ này kia. Bia ở trong đó có nhà hàng ta đem ra cho mình. Đi vô đây, vô đây nè. Vô đây máy lạnh nè. À, ở ngoài kia là không có máy lạnh, trong đây là có máy lạnh. Wow, đồ ăn ra rồi mọi người ơi. Shrimp. Cái này á chồng Ngọc bánh kêu á, cái này là có cơm nè với lại cái thịt heo mà người ta chiên giòn á rồi ăn chung với lại cái sauce này. Còn ba với mẹ là có nè, đủ thứ hết nha. Gà rồi á hả, cá rồi tôm rồi chả giò rồi cái này là gì quên này, há cảo cái gì đó. Cái này cũng ưa biết quên kêu cái đó, có sushi nữa nè. Mẹ cũng vậy hả con? Mẹ cũng bị trang vậy luôn. Rồi Ngọc, con Ngọc thì Ngọc ăn sáng nay Ngọc ăn trái bơ rồi nên là giờ cô còn no. Thôi mọi người ăn đi. Con ăn không? Đường xin mời đại gia đình ăn chung nè ba. Nước tương nè ba, đây nước tương này chắc. No, I need it. I need it all. Oh, you need it all. Yeah, it's gonna be it's all for them. Sao nãy không kêu ba cơm luôn. Mình xin nước tương chứ đáng lẽ chị không. Hình như có nước tương ngay chỗ cái đó kìa ba kìa. Chấm lên đây nè.
Nhưng mà đi ra xin nước tương ta cho đó. Này nước tương mà cha cho mà. Thank you. Rồi. Hai ba nè, nước tương nè. Quá trời, quá sức rồi. Quá sức tưởng tượng. Rồi ăn no rồi, bây giờ gia đình mình sẽ đi tham quan khu vườn của Nhật Bản nha. Quá trời đẹp, mát, quá trời mát. Ở đằng này có một cái tán cây rất là rộng, ở dưới có một cái ghế ngồi nha, ngồi nghỉ ngơi. Wow, ở đằng kia có nguyên một cái thác đổ luôn kìa. Đây, đây là cái khu vực của hồ. Đẹp quá mọi người ơi. Chơi hồ nước kìa chơi. Bơi không? Bơi không? Rồi, bây giờ mọi người xuống nè. Wow, that's a cool bridge. Yeah, có cái cầu kìa. Ở dưới đây là đá, sỏi đá. Đẹp quá. Đằng kia có cây cầu đằng kia ha. Nè, đây chụp hình nè con, đây chụp hình nè. Chứ hào ngoài đứng luôn. Rồi đây, đây lên đây con chụp nha. Trời ơi, coi kìa, coi kìa, đứng kìa. Trời ơi, nó cắm cái bông lên cái ấy đó rồi, trời ơi. Không, không có hái bông nghe chưa. Trời ơi, tự lấy hàng ngoài, đưa 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 con chụp cho ngoài, đưa điện thoại. Trời ơi, hoa cài mái tóc kìa. Quá trời, quá đất nữa rồi, ông bà cô chú ơi. Rồi, chụp hình nha. Rồi nhìn đây, nhìn mẹ nha. Chơi. Trời ơi, con đứng đây không bà cô chú là 1, 2. Quá trời đẹp rồi, ok, number 1. Rồi đứng xuống đây nè ngoại, đi đứng xuống đây nè ngoại nè. Đứng đây con. Đứng chụp đây nè. Make sure to post it to your Facebook. Rồi mẹ khoan mẹ, đi xuống đây đều chụp cái hồ này đẹp nè. That's okay. Ready? Rồi ba nè. Ba với con rể nha. 1, 2. Quá đẹp. Ngọc là Ngọc chụp có một tấm hình nha các bạn. Ngọc không chụp tới tấm thứ hai luôn. Ngọc chụp đúng một tấm một. Okay. Rồi, mẹ và mẹ xuống đây. Yes, yeah, thank you. Mẹ. Cậu nói cô muốn chụp cả gia đình, không có chụp cho. Chụp cho đúng okay. Không được nha chưa. Không được phép nha chưa. Tại vì cái này là cái khu vườn nên là mình không được vô mình bứt bông. Này là nó còn nhỏ, em nó còn nhỏ, nó không biết nha ông bà cô chú nha. Bà mình đã dạy em. Coi thôi, đúng rồi. Bây giờ nó lại, nó nói mẹ ơi con coi. Cái này là Việt Nam mình có cái bông này nè, chay nè. Bông này hả? Ừ, mình Việt Nam. Con muốn bắt ở trong Việt Nam mẹ. À, con muốn hái Việt Nam phải không? Dạ, về Việt Nam hái. Con muốn hái cái này. À, con muốn hái chứ không phải con muốn bắt nghe không? Rồi đi. Ngoại ông ngoại. Ngoại đi chụp hình nha. Trời ơi ngoại. Ngoại tìm một cái bãi đá mà ngồi mà chụp hình nha. Ngoài à. Thương hay sao? Quá trời quá đất luôn. Đứng chụp xa dữ ba, gần chút mà chụp thẳng hai ba kiểu ba, một chụp ngang một chụp thẳng á ba. Quá trời quá đất ngoại rồi. Trời ơi thì mị quá, trời thì mị luôn. Wow, lots of pictures today. Yeah. Quá dữ. Ngọc chứ coi mà quay video vậy chứ Ngọc không thích chụp hình. Ông nói bạn mà đi mà ấy dữ lắm, Ngọc với chồng Ngọc mới chụp với nhau tấm hình chứ con ít chụp hình lắm. Ồ oh, wow, cái này cũng đẹp nữa nè, có cái hàng ghế ngồi đây cũng đẹp nè, chay. Ngồi đây cũng đẹp nè. Hả? This is just no nothing over here. We go that way to go around the thing. Okay. Mấy cô mấy chú ra đây ngồi chơi cũng đẹp nữa nè. Có một biểu tượng vòng tròn ở chỗ này nè, chay đi. Let's see what it says about the ring. It's the wisdom ring. So this is you trời ơi, có hai vợ chồng rồi, tình nồng thắm xuyên qua bao mấy tranh không, coi kìa. Ôi hai chồng tự sướng à. Vui. chọc ông ngoại thôi đó coi. Không biết chụp hình tự sướng, không biết chụp hình tự sướng. Trời ơi, cười quá chừng luôn. Hồi nãy không có ai hết trơn, giờ quá trời người. Quách đà đi. Ồ, có con rùa luôn kìa cháy kìa. Con thấy con rùa không con? Con
Mọi người có con rùa nè. Swim because there's alligators in the waters. Wow, mọi người nói là nên cẩn thận nha, tại vì có cá sấu ở dưới nước luôn nha. Mọi người thấy mấy con rùa đây không? Oh, so cute. There's another one. Oh, that's the little baby one that went from that side to this side. Look at how little he is, shaking his little fingers and toes. Oh, nè nè nè. Chơi kìa, coi chơi kìa. Hai gì đi. Mọi người chụp hình quá trời. Hồi nãy giờ đứng đây không thấy, giờ tự nhiên thấy quá trời rùa luôn nè. Gần đây cũng có hai con. Ba mẹ đang chụp hình gần đây. They have to go ahead so they can take their 100 pictures. Yeah. Xưa mẹ với ba đi Nhật á, cũng chụp nhiều hình. À mẹ nhớ ha, là mẹ nhớ tới kỷ niệm ngày xưa mẹ với ba đi Nhật. Ngồi lên đi con. Ôn lại kỷ niệm xưa ha. Mình đang đứng gần một cái bông này nè, cái bông này nhìn cũng lạ nè. 9th to the 12th century. Wow. Hả? Đụng nhẹ thôi nha. Sao? Nhẹ thôi chứ chừng nó hư á con. Này là một bây giờ tới vô cái con đường này tới là có con đường sỏi đá. Ở dưới này là toàn là mấy cái đá nhỏ 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 không à. Mình đi vậy nè, có mùa mưa nữa cũng không sợ trượt chân nè con. Nhà cái này là mình đi cho con coi. Trong đây có nhiều loại cây mà không lẽ mấy cái cây này là đem từ bên Nhật qua luôn á ta. Baby, all these trees and stuff brought from Japan. Mời gia đình đi tham quan khu vườn xanh của Nhật cùng với nhà mình ha. Đẹp lắm cả nhà mình ơi. Đây mẹ nắm tay. Đi đi qua cầu nè. Trời ơi, đi bộ đi đại đi. Gỗ này không biết có phải đem từ Nhật qua luôn không biết. Nãy mày thấy mấy con rùa mà. Thấy. Quá trời mấy con rùa nhỏ nhỏ nhỏ. Mà người ta nói đừng có nhảy xuống sông nha, có khi có cá sấu trọng á. Hồi nãy chơi dặn ông ngoại kìa. Ủa đây nữa nè ngoại kìa. Cái đó rùa kìa. Ngọc. Hồi nãy ông ngoại đứng chụp hình ở mé bờ hồ này nè. Cái nó kêu là ông ngoại ơi, ông ngoại cẩn thận nha, chứ ở dưới hồ này có nhiều con dữ lắm. Nó lo. Con gì dữ không biết, có con chay trên bờ là thấy dữ rồi đó. What? Oh, something right. It looks like a bird. Cái con gì kìa mẹ? Oh, con giống rắn gì ta? Con rắn hay con chim gì á? Thông nhiều quá trời thông luôn nè, cây thông nè. Đi vô đây cái cảm thấy con người mình nó relax, nó hòa mình vô thiên nhiên nhiều. À, rời xa thành thị. Là chay học được nhiều thứ nữa. Quay lại con. Rồi con nói đi con. Mommy, it was a sea snake. Oh. À vậy là không phải con chim mà nó là con rắn không con? Yeah. Con rắn mà con rắn biển hả? Vé vô 15 300 ngàn vé cũng ok. Đó, nó có một cái con đường để mình ra mình đứng gần hồ hơn nữa kìa. Đó. Cái này mà có đem cái flycam fly đã lắm á. Đúng rồi. Flycam nó quay cái khung này đẹp biết luôn. Quá trời đẹp luôn. Mát. Bởi vì chọn đúng cái dịp này đi chứ không phải cái này là tính đi mấy tháng gì trước rồi. Mà nói cho bây giờ tưởng tượng mà đi nó nắng quá chịu không nổi. Nó khó chịu. Không biết cái mấy cái này là lâu lâu cá sấu nó có leo lên không biết. Thôi chơi đứng lên đi bộ đi chơi để ba đẩy xe tội nghiệp quá con. Anh Công, cái cảnh này là giống y chang như bên Nhật luôn á anh Công. Cái này là họ thiết kế từ cái cảnh bên Nhật qua bên đây. Đúng rồi. Ở trong đây thì cũng có mấy anh bảo vệ đi vòng vòng để cho những người khách tham quan mà cần biết những cái gì thì có những anh đó để họ thông dịch cho mình. Yeah. Đúng rồi. Đúng xác luôn. Thiết kế có thu vệ bên Nhật đâu thấy không? Giống y chang cảnh nào là tre nè ha. Tre rồi quá trời luôn nè. Đó. Ai khắc tên? Chay con muốn khắc tên vô cái cây tre không kìa? Đó. Đó. Rồi mời đại gia đình mình đi tham quan khu vườn xanh của Nhật cùng với nhà mình nha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, tre quá trời luôn nè. Quá tre luôn rồi. Trời ơi, vô vườn tre. Ba giờ nhớ cây tre ở Việt Nam ra đứng chụp hình cây tre.
They said bamboo. Right. Put stuff into the bamboo. Trời ơi, có mấy cái bông đẹp quá, đẹp luôn. Look, do you see that? Somebody says J loves K. Bà ngoại không biết á, bà ngoại biết, bà ngoại đem cái cây vít cứng cứng cho con đi vô đây để con khắc cái tên con vô ha. Quá đẹp. Alligators. Cái cây này, cái lá này nhìn giống cái lá ổi nè, mà sao cái bông nó ra đẹp hết sức luôn. Thơm không? Hả? Ngon. Ngon không? Thơm, mình nói thơm chứ nó ngon. Ngon. Trong cái khu vực này quá lớn luôn. Còn ở đây là cái đồ người ta làm luôn đó. Oh, họ làm nguyên cái hai hàng cây hai bên, họ làm cái vòm để cho mình đi vô cho nó mát ha. Chung vô cái quá cái vòm. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Bữa nay là được coi như là cái bữa mà tập thể dục của cả gia đình luôn. Bắt đầu từ một cái vòng đi thẳng tới một cái vòng tròn là một tiếng đồng hồ. Cứ đi bộ mà vừa ngắm cảnh này kia thì nó không có cảm giác như mà mình đi nó bị lâu á mọi người. Chồng mà bánh có cầm theo một cái bản đồ, đi tới mỗi nơi á là nó sẽ có một cái biểu tượng để cho mình biết là cái khu vực này là nó cái gì làm sao đó. Có 25 cái địa điểm, mình sẽ đi qua 25 cái địa điểm của cái bản đồ trong đây. Đây là hồi nãy giờ con có thích này không? Dạ. Yeah. Mà hồi nãy giờ là mình đi cái khu vườn này là của nước nào quên rồi ta? Mỹ. Đâu phải, cái này gọi là Japanese Garden. Là của nước nào? Japanese. Japan. Mà mốt mày vẫn có đi Nhật chơi nha. Con muốn đi Japan chơi không? Chưa. Ok, hè này đi Japan chơi ha. Nha. Mẹ cũng muốn quay lại Japan nữa, mẹ cũng muốn quay lại Nhật chơi nữa, rất là thích Nhật luôn á. Nhưng mà hồi bữa đó là có đi một lần rồi. Nhưng mà mình đi là đi Tokyo. Nhưng mà sau này mà nếu lần tiếp theo Ngọc đi, Ngọc sẽ đi Osaka. Osaka là hồi xưa ba mẹ đi Osaka con. Mommy, we can go anywhere we Lucy said when I get to school Lucy's not gonna be there, so we can go anywhere we like. Làm sao chơi tự nhiên nói gì kỳ vậy? Lucy, we like làm sao? Lucy đi đâu? Kìa. Oh, trời ơi, hết hồn. Hứng nước vô. Hứng nước vô nước đầy xong rồi đổ xuống nè. This is a deer chaser. It's a bamboo arm that once it fills up with water, it tips out. Yeah. Đầy để đổ xuống này trời ơi. Chờ đầy cái ống nước để it's meant to scare the animals so they don't eat the garden. Ồ, mày biết cái này là cái ý nghĩa này là gì không mẹ? Gì không? Là khi mà người ta đổ đầy nước xuống cái ống tre đó đó. À. Rồi xong rồi cái ống tre đó nó đổ đầy nước xuống á thì nó sẽ làm những cái con vật á nó sợ. À. Thì nó sẽ không có ăn những cái cây, những cái ấy trong cái khu vườn này. Oh. Đó, là nghe tiếng kêu. Nghe không? Tiếng kêu cũng sợ á. Yeah, mình đây còn hết hồn mà. Khoan, chờ ngoài. Chờ. Ngoài kiên nhẫn quá, ngoài đứng ngoài chờ cho nó đổ xuống. Nó đổ xuống nè. Ngồi đứng ngoài chờ cho nó đổ xuống đi. Chuẩn bị nè, nhanh nha. Cái khu vườn này là được mở ra năm 1977. Là khu vườn này được mở ra đó. 77 mấy chục năm rồi đó. 45 năm. Trời ơi coi. Ba, ấy là cà trời. Điều Quynh nói những cái hòn đá này nè, cái khổ khu vực này nè để cho mọi người ngồi thuyền, ngồi thuyền ở đây. Ok. 45 năm anh Công cái khu vườn này mở ra. Quá lâu. Sợ ha. Rồi ba ngồi thuyền đi ba. Ngồi sổng lên chắp tay. Ngồi thẳng lưng lên. Chắp tay đi. Đó, ngồi thiền mà tập trung vô hơi thở. Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì về cuộc sống bộn bề này hết. Thanh thản con người lên. Ủa không chạy đâu rồi. Những đồi hoa sim. Đẹp vậy ta. Kiếm chiều hoang biển biệt nè. À, chạy thấy bạn rồi, chạy lại chơi với bạn đó.
của con này là thiệt hay giả vậy? Yeah, was that the thing under the water? Is that a real one or fake one? It's real. This is a real garden. Ôi, chạy con thấy con đó không chạy? That's a real. Mà sao real nó đứng lên nó không nhúc nhích vậy? Hả ba? I don't think it was a snake. I think that, that thiệt luôn á. Swimming under the water. Còn. Hồi nãy hình. Có nhiều người đi tham quan ghét rồi chỉ cũng quen rồi. Đứng im. Đứng im như đá, ơ chi tượng vậy á. What do you mean you don't see it? It's right there. Đứng im đến mức mà mình không biết cái tượng ha con. Không, nhưng mà cái đó, cái lông này là lông thiệt. Lông này là thiệt. Thấy chưa con? Lông đẹp quá. Chạy lại đây nè, lại đây thấy rõ hơn nè con. Lại đây thấy rõ hơn nè con. Nhìn vô camera của mẹ là con sẽ thấy. Lại đây, nhìn vô camera của mẹ, mẹ quay nó nè, thấy chưa? Đây nè. Thấy chưa? Thấy nhìn vô camera của mẹ nè. Look at my mommy camera. You see it? Rồi đó. You want to touch it? Cái đó giống ở nhà bà ngoại chồng đó con. Don't, she said don't touch it. Đúng rồi, lý do làm sao mình không được đụng nó ta? Nó có gì? Nó có cái gì đó đau tai. Cái gai. Đúng rồi. Nó có cái gì để đau tai, con nói đi, cái đó gọi là cái gai nha. Có cái gì để đau tai hả? À, từ khi đi học đó cô chú. Cái ngôn ngữ của nó, nhưng những cái chữ từ vựng á, nó biết được thêm nhiều từ vựng dữ lắm. Nhiều lúc mình bất ngờ luôn. Nhưng mà ấy là từ vựng của nước Mỹ á, tiếng Anh á. Wow, đẹp quá em trai. Con muốn qua cây cầu không? You want to go across the bridge, Jay? Qua cầu đi, mẹ quay chơi qua cầu đi. May can't cross the bridge with that. Here, Jenny, come here. Daddy, look. Oh. À, ông này đứng chụp hình đẹp nè ngoài nè. Đúng rồi. Right? Đúng rồi, nhìn giống con ấy ha. Trước cái chỗ này là Ngọc thấy có một cái tượng Phật Di Lặc rất là lớn luôn. Ồ. Oh. Tượng Phật Di Lặc, có ai để tiền ở trên đó nữa kìa. Dễ thương kìa. Trời, lại để tiền lên lỗ tai và ống linh răng. Rồi đó. Quá dễ thương không? Đó, rồi chụp cho ba tấm hình nha. Mẹ tấm hình luôn. Đó, quá đẹp. Con rể chụp hình. Cháu ngoại vô luôn đi, cháu ngoại ơi. Cháu ngoại chụp chụp hình với Buddha đi cho cháu ngoại. No, no, no. Ê, mình không có lấy tiền. Con ngồi nè, con ngồi tay ông mà. Cười đi, sao mặt nhăn dữ vậy? Khoan khoan, để bà ngoại lấy, Không, một cái thôi con, một cái thôi. Rồi, hai cái thôi nha chưa? Để đá lên, để dằn lên. Để dằn lên đi con để chỗ nào, con muốn để chỗ nào của mô Phật. Rồi con lấy đá vậy, để lên con. You gotta make your prayer. Đó. Con để tay cho ông cầm rồi để vậy thôi phải không? Để đá lên. Để nhiều cục không ạ? Thank you, JD. All right. I hope you are going to get by. Cái con biết cái hành động nó để làm gì không? Không. Dạ không. Dạ không mẹ, đúng rồi. Đây là khu vườn bonsai. Wow, đây quá trời cái cây bonsai luôn, được dựng ở đây luôn. Cắt tỉa hình ảnh. Nha. Yeah. Cái bonsai đẹp ghê. Ba, cái cây này đẹp lắm ba nè. Cây này đẹp nè. Đó ba ngồi ngay chỗ ghế này nè, chụp hình đẹp á. Mẹ với ba ngồi đấy, con chụp cho. À, mẹ với ba luôn đi. Đúng rồi. 1 2 Quá trời đẹp luôn ông bà cô chú ơi. Còn chụp đúng một tấm màu. Thôi không chụp đâu. Con chụp nãy được tấm rồi. Ngọc là được với Ngọc với chồng Ngọc là được đúng tấm. What baby? You wanna take a picture of this? When you want your phone? Đưa điện thoại để Ngọc chụp cho. Ok. Baby, you block the tree, the beautiful tree. Yeah. Ok. À, quá đẹp.
Đúng một tấm một. Hả, nhìn đồ chơi hả? Ừ, đồ chơi của em bé đó con. Không, cái này là mình đang đi khu vườn, mình thăm vườn nên mình không có muốn mua được chơi. Những cái hòn đá mà đặt lên cũng đẹp nữa các bạn. Hòn đá đặt lên. Ở trước những cái cây này là người ta có cho giải thích cho mình nè. Này là được ai tặng nè? Mr. and Mrs. Ron Kessler nè. Tặng cây này. Người ta cẩn thận, người ta có đi ghi bảng nè. Cẩn thận nè, có cá sấu nè, thấy không? Bảng người ta để đó đó. Ừ. Ở đằng đây có một con suối rất là đẹp. Tạm biệt khu vườn với lại những cây bonsai, bây giờ mình sẽ tiến thẳng vô. Chắc đây là những cái ngôi nhà hay là cái gì đây nè? Là cái chỗ để trưng bày cái gì? Dạ, trưng bày hay gì? Đó, cái tiền người ta cũng gửi xuống đây nè. Đây nè, đây là những cái hình ảnh truyền thống nè. Này nhìn giống như cái nón lá của mình quá ha. Ở dưới đây người ta có những cái giải thích ở dưới này. Đây giống như là cái lưu niệm ha. Dạ. Xong người ta ưa có những cái hàng đá gì đẹp quá hả? Mọi người, người ta có những cái vân riêng của người ta luôn á nha. Người ta rào lại không có cho mình đi vô. Thank you. Chị đó chỉ mở cửa giùm mà. Thank you very much. Có công chúa ngồi kìa, ông bà cô chú. Ông bà cô chú coi nó ngồi kìa. Tôi sợ nó luôn á. Mà xích vô chút con bé té. So we just walk around it and then go back on the bridge and go back. Này là đi xung quanh của cái ngôi nhà triển lãm này nè, vô trong đây thì người ta cho mình biết thêm những cái lịch sử. Chà, chú này đem cái máy chụp hình bờ rồ. Quá là bờ rồ. Có con đường ra đây cũng đẹp nè. You're hungry? Yeah, ở đằng kia có cái tháp rồi, đằng xa xa có cái tháp kìa. Ta làm ra cái khu nhỏ nhỏ này. Cái này là cũng dọc cũng chung một cái con sông á. Ba nhớ nãy mình bước xuống từ đằng kia không ba? Nào. Xa xa đằng kia kìa. Đúng rồi. Hả? Nãy mình thấy đằng đó đó, bây giờ mình đang ở chỗ này nè. Đúng rồi. Lát mình đi vòng lại đó. À, mình không vòng hết luôn là mình tới chỗ kia luôn. Ủa vậy hả? Dạ chứ mình đi vòng lại làm chi? Mình này là mình vô mình đánh một cái vòng, mà nãy là mình đánh một cái vòng từ đây nè các bạn. Qua tới bên đây luôn là mình đi được phân nửa đường rồi đó. Còn phân nửa đường nữa đó. Dạ. Rồi ok, gió dữ à, gió vậy chứ mát. Nhưng mà nhìn chắc gì nhìn giống trời giống mưa ha. Yes, Daddy. Yeah. They light the candle. Yeah. They light the candle on the same day of the incident every year. No, because that was on the Challenger. That was the first Asian to go into Spain. Nãy mới nhờ cái chú kia chụp giùm tấm hình. Trời, chú chụp có tâm ghê luôn á. Thấy trên thấy chú cũng ngắt cái bông chú đeo lên tóc của chú y như chày vậy ông bà cô chú. Không thì đi thẳng lên là có cái đường đó ba. Cái này là cũng vườn cây bonsai nữa nè. Giờ Ngọc suy nghĩ ra rồi, ở trong đây như một cái đảo vậy đó. Cái hòn đảo cái người ta làm thành cái khu này. Có thấy nít đang chạy lên nè. Chạy theo cho bạn cái bánh. Cho bạn cái bánh đó hả? Bạn có xin không? Có quen biết gì không? Không quen biết mà đi lấy bánh chạy cho bạn. Hèn chi đem bánh theo quá người, con người gì mà sao cái dư cái sự thân thiện quá vậy. I thought you bought those at Publix for your lunch. Mà nãy giờ là nó lấy bánh nó cho mấy người rồi đó ông bà cô chú. Đó kìa đó, mẹ cô nói là mày thấy nít lạng đem lấy phát bánh, nó thấy nít lạng chạy lại đem nó phát cho cái bánh là khiều. Cái đưa cái bánh vậy nè. Bởi vậy có con người. Bởi vậy con người thân thiện vậy chịu sao nổi. Hả?
I think she's gonna know how to make lots of friends in the future. Yeah, chay mà mốt là thôi chứ bạn bè là thôi khắp năm châu. Năm châu bốn bể là nhà. Đi nước nào cũng có bạn nước đó trên toàn thế giới. Sao mày? Hả? Rồi sáng đi nó nói con đem bánh theo nhiều. Mẹ hỏi ủa con lấy nhiều quá con ăn không có hết. Mắt công nó chặt cái vỏ. Mà té ra là đi gặp bạn nào tặng cho bạn đó. Chứ gì ta không hiểu luôn á. Này là tự nó chứ mình đâu có kêu nó đâu. Bà cô chú có biết cái gì đâu kêu à, mình đâu có biết vô đây có em bé nhiều không. Có gặp em bé không. Ngã vô cho mấy người rồi đó. À cho hai người thôi hả à, à. Hai người là số nhiều rồi đó. Còn bánh không? Dạ có. Hả? Dạ có còn. Dạ có còn hả? Rồi có chuẩn bị cho nữa không? Trời ơi, công chúa ngồi kìa, ông bà cô chú coi kìa. Oh baby, be careful. Cái này là con biết sao không? Phúc đức tại mẫu á. À. Nó thấy con là sống tình cảm rộng rãi nên là ăn chay học theo mẹ nó đó. Nhưng mà cái này là cái gu của ông ngoại. Cái gu của ông ngoại. Phải rồi nha. Đúng rồi. Cái gu của bà ngoại tiền lại cho mẹ nó rồi mẹ nó tiền lại cho ngoại. Ông ngoại tiền lại cho mẹ, ông ngoại nó tiền lại cho con á. Ồ đằng kia có lỷ treo trong vàng kìa. Rồi con người đi đem theo son môi rồi đem theo sơn móng tay rồi. Đây nè, đây là cái kiến nè, cái kiến để là mở ra để coi. Rồi bữa nay á là nói là xin phép mẹ. Mẹ ơi cho con đem theo cái kiến này. À, còn hai cái hả? Còn hai cái xin, để cho bạn. Xin mẹ đem theo cái kiến này để sao? Để con được son môi, hôm nay con mặc đồ đẹp quá thì cũng cho phép nhưng mà phải xin mẹ trước. Đó là ăn xong á, ăn xong là mình sẽ trang điểm, là mình son môi sửa lại cái môi của mình. Nhưng mà dành thẩm hai chiếc bánh trên tay mà ai có duyên á, có duyên với mình mới đưa. Chứ không phải đi ngang là thấy đứa nít nào cũng phát đâu, mà con chú có duyên mới đưa. Rồi coi cái mặt kìa. Nó ngồi kìa, nó ngồi trên cái xe đẩy mà tôi tưởng nó ngồi trên một cái kẹo không luôn á. Ông ngoại đi tuốt thằng kia rồi. Ông ngoại đi nhanh quá. Đẹp ghê. Từng cái cỏ, từng cái con đường người ta làm. Quá trời đẹp. Beautiful. Rất là sạch. Ba's ready to go, man. Ba ơi, mình đi sắp hết cái hòn đảo này rồi đó ngoại. Gần tới kia rồi kìa. Hôm nay là hy vọng là mọi người thích cái video clip này ha. Hôm nay là không ăn uống gì nè. Có ăn mà đâu quay nhiều đâu, thấy không? Này đúng cho mọi người, dẫn đi mọi người đi cảnh luôn á. À mọi người coi cái kiến của em bé nè, đẹp ghê không? Đó, kiến này là kiến điệu hạnh. Ở lần mà xong môi là mình sẽ có cái kiến gỡ cái kiến này ra. Trời ơi, cái kiến này là mua Việt Nam, hình như là chắc cái kiến này là chú Ba Bì mua hay gì nè. Thấy số giá tiền của Việt Nam luôn nè, 45.000 cái kiến nè. Mà hả, cái xong môi của Ngọc á là lấy. Mẹ mày cho con xong môi này đi, nhưng mà con giấu. Con giấu con sẽ cho mẹ biết chỗ. Mắc cỡ anh, sáng này nói là con sẽ cho mẹ biết cái son môi con giấu ở đâu. Nhưng mà mẹ cho con son môi. Cái con nói, cái Ngọc nói mẹ không có cần biết cái son môi con giấu ở đâu hết trơn. Mẹ không có cần biết chỗ. Tại vì nó sợ mà biết chỗ là mình sẽ lấy đi á. Nhưng mà chừng nào á mà muốn son môi phải chạy lại hỏi ý kiến mẹ mới được son. Nhưng mà mày đâu có cần biết ở chỗ nào để làm cái gì. Mất công vậy. Nó đẹp ha. Cái đó nó dạ mẹ. Nhìn bờ hồ mấy anh bỗng quá đẹp ha. Chim nhỏ ngồi xe kìa. That's the same one. Is that the same one? Yeah, that you gave two now. Yeah. À, bây giờ là mình đã quay lại từ nơi bắt đầu. Wow, đi nãy gần tiếng đồng hồ ha. Xuống xuống đi con, xuống xuống. Rồi xuống đi con. Xuống xuống cho bà ngoại để lên đi. Dỡ một cái. Nó biểu khiên nó một cái. Khiên ra đi. You have to get off. Xuống đi con. Đi từ nãy giờ được giờ làm biếng không chịu lên. Get on.
tired. Rồi ba, daddy pick her up please. Bồng nó lên thôi, bồng nó lên thôi. Bồng lên, bồng lên, bồng lên con ngoại, bồng lên. Thôi kệ đây đi, công chúa nằm bẹp rồi. Công chúa này nhõng nhẽo gì vô cùng luôn á. Rồi để đi quên bà cầm đây mẹ. Đó. Rồi, ok, con nghĩ là cái video hôm nay là mình sẽ xin kết thúc tại cái điểm dừng này là được rồi. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Nếu như mà mọi người thích cái video clip này thì cho Ngọc xin một cái like, một cái chia sẻ ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người ở đây nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Ôi ôi.